tại sao Trần Thủ Độ không tự mình lên làm vua? Trần Thủ Độ chính là một quyền thần, một tay lật đổ nhà họ Lý, cướp Giang Sơn cho nhà Trần thông qua một cuộc hôn nhân chính trị. Một kẻ kiêu hùng như ông tại sao lại chấp nhận làm bề tôi cho một đứa trẻ như là Trần Cảnh mà không tự mình lên làm vua? Câu trả lời là không phải ông không muốn, mà là không thể. Bởi vì Trần Thủ Độ chỉ là người thực thi mệnh lệnh, trùm cuối của dòng họ Trần thời điểm đó lại là một người khác. Cuối thời nhà Lý, thiên hạ đại loạn, phản quân chư hầu nổi lên các cứ các phường. Năm 1209, phản quân tấn công kinh thành, thái tử Lý Sảm phải nương nhờ nhà của Trần Lý. Trần Lý có 3 người con, 2 trai 1 gái và một đứa cháu tên là Trần Thủ Độ. Sau khi Trần Lý mất, người con thứ hai của ông là Tự Khánh lên thay, cai quản gia tộc. Những năm sau này, Trần Tự Khánh chính là người nam chinh bắc chiến, đánh hạ các lộ phản quân, đưa thái tử Lý Sảm lên ngôi, hiệu là Lý Huệ Tông. Dòng họ Trần bước vào vũ đài lịch